Tử vi về ngày 19 tháng 11 âm lịch Canh Tuất. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Trong chương trình Tử Vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh, năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 19 tháng 11 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui! Quan về ngày 19 tháng 11 âm lịch. 19 tháng 11 còn gọi là ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tức là vàng trang sức. Do Tuất và Thìn chính xung canh Dương Kim khắc giáp Dương Mộc, Bính Dương Hỏa khắc canh Dương Kim. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 19 tháng 11 âm lịch tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp canh Dương Kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp canh Dương Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Cát thần thiên ấn, cát thần thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Hơn nữa tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu mệnh nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, cát lành, trù giải thị phi. Tuổi Dần, Sơn Dương Mộc gặp canh Dương Kim là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Ngày Canh Tý, tuổi Dần có các thần thái cực, hoa cái đóng mệnh là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Những người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giáp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp canh Dương Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế, Tý, Thủy hình thành từ Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và giao lục hại,
đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất, tiết mất khí nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thìn nên hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày này có cát tinh là quốc ấn. Đây là cát tinh chủ về tài lộc nên những gia chủ tuổi Thìn nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến lớn hơn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bản mệnh được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 canh Tý, thiên can lưu niên, canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế, Tý, thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưu vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp canh dương kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này cũng có cát tinh, phúc tinh, hoa cái giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Ngọ nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế, Tý thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân, công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngày này có các thần, thiên ất, quý nhân, đóng mệnh. Là ngôi sao may mắn trong mệnh, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại. Bên trong được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp, tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân. Thân dương kim gặp canh dương kim là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuổi Dậu cũng cần chú ý ngày này có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thường tận nên gia chủ tuổi Dậu cần tránh những tranh cãi không đáng quá liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh va vào những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai.
Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý, do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung, khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là thịt thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Các thần Kim Dư là Cát Tinh, là xe hoa lệ, là phú quý. Trong ngày này, tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Tuất. Tuy vậy, cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Bên cạnh đó, còn có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát, vừa cát, vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó, vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm 2020. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Hợi. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngày này có hai cát tinh văn xương quý nhân và thái cực chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó có thiên la địa võng chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, lao ngục. Bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến phạm luật, phạm pháp. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện biến động không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong những ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 19 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!